Cũng trong ngày hôm qua, Chợ Lách quyết định cách ly phong tỏa nhiều nơi để phòng chống dịch Covid-19. Nơi đầu tiên đó là một phần khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, và một phần ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, và một phần ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, và một phần ấp Thanh Tân, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách. Thì tại ấp Thanh Tân, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách đó là tổ chức cách ly tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Thanh Tân, xã Tân Thiền để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau. Thì diện tích bao gồm là 0,5 hecta, số hộ dân là 20 hộ và có tổng số là 68 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 12 giờ ngày 2 tháng 8 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Và còn tại một phần ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách đó, là tổ chức cách ly các tổ nhân dân tự quản số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiền để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau. Diện tích là 2,5 hecta, số hộ là 140 hộ và có tổng số là 479 nhân khẩu. Thời gian là từ 12 giờ ngày 2 tháng 8 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Còn tại một phần ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách là tổ chức cách ly một phần ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách để phòng chống dịch Covid-19 như sau. Có diện tích đó là 76 hecta, số hộ dân là 160 hộ và có tổng số là 480 nhân khẩu. Thời gian là từ 12 giờ ngày 2 tháng 8 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Còn tại một phần khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách đó, là tổ chức cách ly một phần khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, bao gồm các tổ nhân dân tự quản số 2, 3, 7 để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau. Là diện tích đó là 13 hecta, số hộ dân là 75 hộ và có tổng số là 225 nhân khẩu. Thời gian là cũng từ 12 giờ ngày 2 tháng 8 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Thì vừa qua là Chợ Lách đã ghi nhận các ca dương tính Covid-19. Thì hôm nay là Chợ Lách quyết định phong tỏa nhiều nơi để phòng chống dịch Covid-19. Và mình cũng xin kết thúc thông tin nhanh tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.